say cuộc đời trải nghiệm ngang ngày chỉ cần đâm ra xe con tim ta tìm một cuộc giai đoạn ơi thanh niên ơi chia ta tiếng cười ơi thanh niên ơi có đang xem thường ơi thanh niên ơi chúng ta lên đường chúng quay ta đây lấy mở vết thương ra kiểm tra lại lần thứ hai. Sau khi đưa dao mổ vô trong đó nó chui ra được 4 con dời.
Có nghĩa là không đủ thuốc đề kháng cho nên vết thương nó bị nhiễm trùng. Nhưng mà phải nói con vi trùng giai đoạn đó nó chưa tới giai đoạn hiện đại. Cái này hiện đại như bây giờ thì chú cũng rửa cẳng lên đó ngồi kể từ giây phút đó rồi, chứ không còn tới bây giờ. Ở đây muốn nói cho các bạn biết, trong đây nó nằm thị trấn Long Hải, địa bàn của huyện Long Điền. Năm 46 tại đây có hai đồng chí Bùi Công Minh và đồng chí Mạc Thanh Đạm. Ông Bùi Công Minh là bí thư, ông Mạc Thanh Đạm là phó bí thư. Hai đồng chí này là bí thư huyện ủy của huyện Long Đất. Huyện Long Đất ngày xưa nó nằm trong cái tỉnh này người ta gọi nó là tỉnh Bà Vợ, có nghĩa là bà địa vợ lớn. Trong tỉnh Bà Vợ thì tại xã Phước Hải lại là một xã có chức vụ đầu tiên trong tỉnh. Xã Phước Hải hiện nay nằm về hướng đông của tỉnh.